Rồi, phần thứ ba là các âm trong tiếng Anh luôn mà mình hay nhầm lẫn với nhau. Thứ nhất là âm A, mà các một số bạn gọi là A bướm gì đó. À, và thứ hai, mình hay nhầm âm đó với âm E. Đối với những bạn mà thích phát âm bằng bằng giọng Anh Mỹ đó, các bạn sẽ hay bị nhầm âm đó. Ví dụ như từ cat. À, trước khi mình cũng rất hay nhầm lẫn, mình hay đọc là cat cat nhưng mà thực ra nó cat cat, hoặc là mình cũng hay, trước kia mình hay đọc là fat fat, nó qua âm e quá nhưng mà thực ra nó chỉ là a fat. Ok, rồi một âm nữa mà mình cũng hay nhầm lẫn đó là âm ơ và âm u đó. Âm ơ mình cái môi dưới mình hơi hơi chề ra đúng không, ví dụ như trong từ look hay là book, nhưng mà các bạn hay bị nhầm qua là âm u, môi nó chu ra quá. Ví dụ như là book hay là look. It's wrong, okay? It's look. Right. Rồi, xong phần 3 ha. Bây giờ là phần thứ tư. Các âm trong tiếng Việt không có, cho nên là khi qua tiếng Anh mình phát âm nó hơi khó một xíu. Đó là âm j. J. Ví dụ như trong từ June hay là từ Jam hay là từ Wage hay là Stage hay là Large. Khi mình mới dạy đó thì mình không để ý cái âm này lắm, cho nên là khi kết thúc âm này hoặc là ngay cả một từ bắt đầu bằng âm này, mình phát âm nó rất là nhẹ, nó hơi giống từ ch, ch mà không phải là j. Ví dụ như mình đọc là June, June, Jam hay là Wage. Như vậy thì nó hơi sai bởi vì nó qua cái âm unvoiced ch. Rồi, mà mình âm này mình phải rung, mình phải bật hơi mạnh hơn, nén hơi và bật ra mạnh hơn một chút xíu. June, Jam, Wage, Stage, Large. Ok. Rồi một âm nữa đó là âm voice của âm th. Ví dụ âm th mình có là think, nhưng mà khi mà qua cái âm voice mình phải rung, nó là th. Trước khi mình rất hay quên rung cái âm này mà mình hay đọc nó không rung. Ví dụ như trong từ these, trước khi mình hay đọc là this, this. Thật ra nó là these. Then. Ok. Rồi, đó là tất cả bốn cái thể loại âm mà mình nghĩ là các bạn hay sai nhất. Và một cái tips khi mình dạy IPA cho các bạn học viên đó là mình không bao giờ mình nói là âm này trong tiếng Việt nó được phát âm như thế nào, và mình cũng không bao giờ phiên âm nó bằng âm tiếng Việt. Bởi vì mình không muốn các bạn học viên đi lại cái vết xe đổ đó. Như bạn có thể nói là như vậy các bạn sẽ dễ hình dung hơn, nhưng mà mình vẫn không nghĩ như vậy. Mình vẫn đi theo cái lối là vẫn dạy cho các bạn phát âm theo tiếng Anh là gì. Ví dụ như là âm A, A, mình sẽ cố cho các bạn chỉ khẩu hình miệng lưỡi như thế nào để nó ra được âm A, thay vì viết lên bảng các bạn ơi đây là âm này nó hơi giống âm A, thì các bạn sẽ nhớ cái âm A đó nhiều hơn là âm A, A. Ok, cho nên là trong cái cách của mình thì mình không chỉ các bạn là âm đó giống như tiếng Việt là âm gì cả. Rồi, đó là tất cả những âm mà mình nghĩ là các bạn giáo viên mình khi mới đi dạy sẽ hay mắc phải theo kinh nghiệm của mình. Nếu các bạn nghĩ là còn âm gì nữa thì các bạn hãy comment below chia sẻ với mình nhé. Ok, bye bye guys. I hope this video is useful for you. And maybe I will see you guys in some next videos. Bye.